Sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức tăng ni. Chương trình Duyên Lành Cửa Phật trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý vị, đây là một diễn đàn chung cho mọi Phật tử gần xa cùng nhau chia sẻ những tâm tư tình cảm trong việc học Pháp và hành Pháp, giúp nhau cùng thăng tiến, lợi lạc, hơn nữa là có thể giúp cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được giới thiệu vị khách mời tiếp theo đến với chương trình là Đạo Hữu Phật tử Diệu Thiện. Kính mời Đạo Hữu Diệu Thiện gửi lời chào đến quý khán giả đang lắng nghe chương trình Duyên Lành Cửa Phật. Dạ, con là Diệu Thiện. Kính chào anh Minh Từ và tất cả mọi người đang xem chương trình Duyên Lành Cửa Phật. Dạ, Minh Từ xin được chào đón Phật tử Diệu Thiện đến với chương trình ngày hôm nay. Có thể bắt đầu chương trình được chứ ha? Dạ được ạ. Không có gì phải hồi hộp hết. Dạ. Ok. Dạ rồi. Thì trước nhất thì chúng ta biết rằng là trong hoàn cảnh mọi người thì khác nhau. Dạ. Thì không biết trong cái hoàn cảnh nào mà đưa cho Phật tử Diệu Thiện đến với cửa chùa để mà học hỏi về Phật Pháp? Nếu mà nói về cái em thì được may mắn là khi mà hồi nhỏ đó, thì ba có chở em và các em đi tu bát quan trai hồi nhỏ ở trên một cái chùa cũng xa nhà, nhưng mà hàng tháng là ba đều chở đi đều đặn. Thì lúc đó mình còn nhỏ cho nên mình chỉ đi chùa là mình thấy thích, là cái không gian đó yên tĩnh, chứ có mấy thầy, cái chùa đó là ngoài thành, cho nên cái em rất là thích đi những cái ngày như vậy. Cho nên thì khi đó là khi còn nhỏ, cho nên khi mà qua tới Mỹ rồi em vẫn theo cái truyền thống của gia đình là đi chùa, cho nên em cứ tiếp tục đi chùa như vậy. Dạ. Dạ. Vậy thì hầu như là mọi người Việt Nam mình thì đa số là theo truyền thống của gia đình. Dạ. Mà cứ đi lễ rồi đi thăm chùa theo vào những cái dịp lễ như dịp Tết mà thôi. Dạ. Thì sau đó vì nhân duyên nào hoặc là vì cái sự hướng dẫn của gia đình hay ai đó mà Phật tử Diệu Thiện biết đến cái việc mà thọ tam quy ngũ giới? Dạ, cũng là gia đình ạ. Dạ, ba mẹ hướng dẫn đi quy y ngũ giới và quy y tam bảo. Dạ. Cho nên em cũng mới có tên pháp danh là pháp danh Diệu Thiện ạ. Dạ. Từ đó là mình có được cái pháp danh Diệu Thiện. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì sau khi mà được quy y rồi thì có tìm hiểu và học hỏi về gì về đạo pháp hoặc là tìm hiểu gì về ý nghĩa của thọ tam quy ngũ giới hay không? Dạ có ạ. Tại vì khi mà em quy y đó thì cũng có ăn chay, ở nhà cũng có là ba mẹ cũng hướng dẫn cho ăn chay một tháng là 4 ngày. Ừ. Rồi cũng ăn theo ba mẹ. Rồi thì sau đó thì cũng có thêm lên YouTube, lên Internet rồi xem các thầy giảng ý nghĩa của tam quy, ý nghĩa của ngũ giới. Rồi theo đó thì nghe xong rồi thực hành. Dạ. Vậy thì cũng là rất là thấy bạn đạo Diệu Thiện này thấy còn trẻ và thấy cũng chịu khó học hỏi về Phật Pháp. Dạ. Sau khi quy, vậy là cũng là một cái điểm rất là tốt. Dạ. Thì dĩ nhiên là mình cũng đi qua được nhiều nơi chốn, mình cũng đến thăm viếng nhiều ngôi chùa. Ừ. Vậy thì cái nhân duyên nào mà làm cho dẫn dắt cho Phật tử Diệu Thiện biết đến với lại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc? Dạ, cái này em nếu mà nói nhân duyên đến chùa Bồ Đề Phật Quốc là em phải cảm ơn mẹ của em rất là nhiều. Tại vì mỗi lần cách đây có 2 năm trước thì mẹ em đã đi Bồ Đề Phật Quốc rồi, nhưng mà kêu là em chở tới thôi chứ em không có ghé vào. Chỉ làm phải xế thôi. Dạ đúng rồi. Thì có một lần thì mẹ mới nói thôi đi vào nghe thầy giảng đi. Thì em mới đậu xe vô, em vô thì em vô cái chánh điện á, thì em thấy lúc thầy đang giảng thì em
em cảm thấy là ô cái nơi này nó bình yên quá. Rồi xong rồi cái sau rồi sau buổi đó thì em mới nói mẹ là thôi chủ nhật có mẹ đi thì con chở mẹ đi, rồi sẵn con ở lại con tu luôn, thì tu ngày chủ nhật đó anh Minh Từ. Cho nên cái đó là cái nhân duyên, cũng nhờ mẹ em mà em mới biết được cái ngôi chùa ở Bồ Đề Phật Quốc đây. Và cái đó cũng có Minh Từ thấy cũng có nhiều người ở trong cái hoàn cảnh và cái nhân duyên giống như Phật tử Diệu Thiền vậy, tức là ban đầu chỉ là người tài xế hoặc là chở người nhà đi thôi, hoặc là chỉ có đứng ở ngoài nhìn ngó thôi nhưng mà không có chịu vào trong, nhưng mà sau này cũng đã hiểu được, nghe được như thế nào mà đó là dẫn dắt mình vào mà để mà theo theo được theo dự những cái buổi tu học như vậy. Dạ, thì sau khi mà biết được đến cái viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc cũng như theo người nhà đến đây để mà tu học thì chắc là vào những dịp cuối tuần thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì em chỉ bây hiện tại thì em chỉ có thời gian chủ nhật, cho nên em đi vào khóa tu vào mỗi chủ nhật thôi. Em sinh hoạt vào chủ nhật thôi, em chưa có cơ hội để em sinh hoạt những ngày bác quan trai hoặc là đi học học ở ở Bồ Đề Phật Quốc này ạ. Vậy thì cũng sẽ dần dần thôi. Thì khi bắt đầu mà đến với cái viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc lần đầu tiên thì chỉ là làm cái người đưa người nhà đến thôi, thì sau đó thì bước vào bước bước vào, không còn ngồi trong xe mà bước vào ở trong chánh điện, thì cảm tưởng của Phật tử Diệu Thiện khi mà lần đầu đến với viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hoặc là đến với cái tiếp xúc với cái đạo tràng ở đây thì thấy như thế nào, có cảm nghĩ gì hoặc là có nhận xét gì về mọi nơi? Dạ thì khi mà em vào Bồ Đề Phật Quốc trong chánh điện á, thì em thấy cái không gian trang rất là trang nghiêm thanh tịnh. Các quý Phật tử khác thì rất là hiền, nhìn rất là dễ thương. Rồi thầy giảng thì em được may mắn là nghe thầy giảng Kinh Pháp Hoa. Khi mà thầy giảng buổi đầu tiên em rất rất là thích. Sau đó em trở lại em tiếp tục em đi những cái buổi tiếp theo, và sau sau khi mà nghe thầy giảng xong rồi, cái thứ nhất em thích là trì chú Lăng Nghiêm. Sau em trì chú Lăng Nghiêm, sau đó rồi nghe thầy giảng thì em về em thực hành là sáng em vẫn trì chú Lăng Nghiêm hàng ngày ở nhà. Thì khi mà vào cái chánh điện hoặc là vào cái khu viên chùa á, thì em cảm thấy ồ cái tâm của mình nó rất là bình an, em rất là thích. Em không giải thích được lý do là tại sao, nhưng mà cứ mong mỗi chủ nhật tới là để đi chùa, cho đến khi nào mà kẹt việc bận việc lắm không đi được á, thì em mới nghĩ thôi, chứ còn không là có cơ hội là cứ mỗi chủ nhật em đều đi. Vậy thì trong tương lai mà có sắp xếp được thời gian thì chắc Phật tử Diệu Thiền sẽ tham gia được nhiều cái chương trình hơn của đạo tràng hoặc là của viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc chứ hả? Dạ đúng rồi. Hiện tại thì em còn hai đứa nhỏ, cho nên chưa sắp xếp được cái giờ để em thu xếp để em vào em học. Nhưng mà sang năm sau em sẽ đăng ký học cái lớp sơ đẳng Phật học á. Thì em sẽ sắp xếp em đi học, em sẽ đi học. Hy vọng rằng là sẽ được gặp Phật tử Diệu Thiện trong những cái buổi học ở Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc một ngày gần đây. Thì những cái lúc mà tham dự những cái buổi học tu học cuối tuần ở Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc thì đạo hữu Diệu Thiện có thu thập được những cái gì trong cái buổi học đó hay không? Dạ có ạ. Em thấy em cái chuyển hóa cái tâm của mình, có nghĩa là lúc trước á, khi mà em kêu là mình react rất là nhanh, khi mà em làm ai làm cái gì mà em không vừa ý, hay là em là không vừa ý em là em react, là em làm lại rất là nhanh, em không có ngừng lại một chút xíu, em suy nghĩ hoặc là làm cái gì em ai nói gì là em làm liền, giống như em nói lại liền hoặc là em react lại liền. Nhưng mà sau khi nghe thầy giảng rồi nghe em có nghe YouTube của tất cả các bài giảng của thầy ở trên YouTube ở trên đó Bồ Đề Phật Quốc á, thì em vừa nghe và em vừa thực hành thì em thấy mình thay đổi không có nhiều lắm, nhưng mà thay đổi theo hướng tích cực mình có thể nhận ra. Có nghĩa là bây giờ em không có còn nóng giống như nóng giận liền, hoặc là em có thể khi một việc xảy ra em có thể ngừng 2-3 giây rồi lúc đó em mới nói tiếp. Đúng là cái đó là cái phản ứng Minh Từ nghe thì Minh Từ là hiểu được là cái đó là vâng, thì mình có thể mình
không có phản ứng ngay được, không có khi mình thấy một cái việc gì không vừa ý, mình không có phản ứng ra ngay liền, mình có thể bình tâm để mình suy nghĩ lại, một là nói lời cho nó đúng hoặc là quay lưng đi thôi. Thì cái đó mà sau sự trình bày của Diệu Thiền thì mình từ cũng có thể cảm nhận được điều đó. Với lại cái thứ hai nữa là em thấy là giống như khi cái tâm mình khởi lên cái điều xấu gì, giống như là mình cảm thấy là có một bạn giống mình, bạn của mình, bạn học của mình mà tự nhiên là họ có giống như họ thành công hơn mình, thì thậm ra mình nói ủa tại sao người ta cũng có cái, có nghĩa là cái tâm ganh tị nó khởi lên, thì lúc đó là em biết là ồ em đang suy nghĩ xấu, là em tại sao em ganh tị với cái người bạn của em, thì em biết là cái đó là phước đức phước phần của từng người, mình không nên giống như không nên có những cái ý nghĩ mà ganh tị như vậy là cũng không có nên đó. Thì em biết được khi mà cái ý nó khởi lên như vậy là em đều biết. Cho nên em cũng đang tập quay vô nhìn vô lại cái chính trong cái thân của em, trong cái tâm của em, để em sửa từ từ. Chưa có tốt lắm nhưng mà từ từ sửa. Hay quá. Thì thầy thì biết quay lại nhìn lại chính mình, tức là đã hay lắm rồi. Tốt lắm. Thì trong những cái thời gian mà tiếp tục sinh hoạt ở đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc thì Diệu Thiện có tìm thấy cái động cơ nào vì sao mà mình ham thích cái việc mà tu học cuối tuần trong cái thời gian trong cái hoàn cảnh mình tự thấy rằng là chắc có lẽ còn trẻ mà cũng còn phải bận rộn với nhiều thứ, việc gia đình, việc công ăn việc làm, nhưng mà tại sao vẫn ưa thích mà đến chọn đến cái việc mà động cơ nào mà đưa đẩy đến cái việc tu học cuối tuần của Diệu Thiện? Giống như em trình bày phía trên đó là khi mà em vui vô đây em cảm thấy cái tâm em bình an là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà em nghe thầy giảng, các bài giảng của thầy ở trên thượng tọa trai cho chùa đã giảng để lên trên YouTube đó, của trang nhà của Bồ Đề Phật Quốc đó, thì em nghe thì em thực hành theo, em nghe lời thầy giảng em thực hành theo, thì em thấy em thay đổi, cho nên em mới muốn đi cứ tiếp tục là đi đi chùa để em thay đổi thêm. Và cái mong muốn của em tiếp theo nữa là em sẽ cố gắng em đi tu bát quan trai, tại vì Bồ Đề Phật Quốc có tu bát quan trai là một hình như là hàng tháng 4 lần. Thì mẹ em có đi thì em sẽ, cái đó là cái next goal của em, cái Cái dự trù hoặc là cái dự án là mình sẽ dự sắp án của sửa như em. vậy, Đúng rồi. để mà mình thả và tiếp tục mà tham dự vào những cái khóa tu cho vì cảm thấy được lợi lạc. Đúng rồi, tại vì em cảm thấy là có thể là những cái người khác đó ít tiếp xúc với em thì không có thấy rõ, nhưng mà chính bản thân em thì em thấy em có thay đổi tí tí. Về là tốt. Mình nhận thấy được cái gì của mình mà mình sửa đổi được thì là rất là đúng. Đó là cái việc mà mình đã học hỏi được từ cái sự mà tham gia sinh hoạt hoặc là tham gia tu học tìm hiểu Phật pháp ở Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Em thấy Phật pháp rất là nhiệm màu khi mà mình nghe lời của các thầy giảng, của những bài của thầy giảng á, thì mình cứ áp dụng, mình lắng nghe mình áp dụng theo thì mình sẽ thay đổi cái thân tâm của mình. Chưa thấy là thay đổi nhiều lắm nhưng mà vẫn vẫn giống hàng ngày mình vẫn cố gắng thì nó sẽ được. Đúng vậy. Vì việc gì cũng vậy, phải thay đổi từ từ chứ làm sao có thể là một chốc một liền được ha. Nhưng mà cái đó là một cái sự mà là cố gắng tinh tấn để mà mình làm chuyển hóa cái chính con người của mình. Thì trong cái thời gian mà tham dự ở Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, chắc rằng là mình thường nghĩ rằng là Diệu Thiện cũng có hiểu và cũng có được nghe về cái chương trình giáo dục của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc đã có được từ nhiều năm nay. Có thể nghe trong đạo tràng, nghe thầy giảng hoặc là nghe tất cả mọi người nói đến hoặc là nghe người nhà, thì Diệu Thiện có lập ra một cái kế hoạch hoặc là một cái chương trình nào đó trong cái tương lai sẽ tham dự những cái lớp học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hay không? Em có lập ra cái kế hoạch là sang năm sau khi mà tháng 6 khai giảng cái khóa mới á, thì em sẽ đăng ký em học. Em sẽ từ đây tới đó thì có thể là qua năm 2022 á, thì em sẽ cố gắng sắp xếp công việc của em, công việc nhà cũng như là công việc làm ăn của em, để em dành nhiều thời gian để em học cái khóa tháng 6 đó, cái sơ 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 Đúng sơ rồi, đẳng, sơ trung đẳng. sơ trung đẳng. Và em sẽ thêm một bước nữa là em tu bát quan trai. Vậy thì điều đó rất là bổ ích ha. Hy vọng rằng là
Minh Từ muốn biết là từ bây giờ cho đến tháng 6 còn rất là xa, có thể nào mà trong vòng tháng sau hay là năm sau không, hay là Tại bây giờ cũng cũng là nhân dịp cuối năm rồi, cũng gần cuối năm rồi, cho nên công việc cái nó dồn vào cuối năm, cho nên em chưa có sắp xếp được, mà thế qua năm sau thì có thể được, và đầu năm sau thì có thể được. tất cả đều là sự sắp đặt của mình, Dạ đúng rồi, đều là sự sẽ mọi cố gắng. vì vì do mình mong ước mà thôi. Dạ đúng rồi. Vậy thì cũng hy vọng sẽ gặp lại Phật tử nhiều tiền là học viên ha, Dạ. thì điều đó cũng rất là vui. Dạ. Minh Từ thấy rằng là chính nhiều thiền nói rằng là đã có thay đổi, đã vì tham dự những cái buổi học đó mà đem thấy cái lợi ích riêng cho mình, và vì vậy mà mình cứ tiếp tục đi tới thêm nữa, Dạ đúng rồi. về cũng là rất là một điều rất là nên cố gắng nhé. Thì Dạ. hy vọng rằng là sẽ có dịp được gặp lại như vậy. Dạ. Thì với cái chương trình mà của Viện Đại học Phật Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc trong thời gian đã rất lâu rồi, Dạ. thì trong Diệu Thiện cũng sẽ tham dự. Vậy thì nhân đây Diệu Thiện có thể gửi những cái lời đến quý khán giả đang nghe chương trình, vì là họ chưa biết đến cái chương trình giáo dục của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, hoặc là họ còn đang những cái suy nghĩ, hoặc đang những cái điều gì mà chưa giải quyết giải đáp được cái thắc mắc của họ, thì Phật tử Diệu Thiện có thể chia sẻ được hay không? Dạ, thì Diệu Thiện cũng xin kêu gọi là các anh chị ha, các anh chị, các bạn giống như bằng tuổi của Diệu Thiện mà muốn, có nghĩa là thay đổi cái tâm thức của mình, hoặc là muốn tìm hiểu thêm Phật pháp, thì nên vào Bồ Đề Phật Quốc đăng ký sinh hoạt trước, sinh hoạt sau đó rồi đăng ký vào những cái lớp mà sơ trung đẳng của Bồ Đề Phật Quốc, thì để học thêm, để mình có nghĩa là mình tốt thêm hàng ngày. Dạ. Thì đồng ý giống như là Diệu Thiện nói, và Minh Từ cũng nghe được rằng là Diệu Thiện tham dự những cái lớp học hoặc là những khóa tu chính vì cảm thấy lợi ích Dạ và đúng rồi. cảm thấy mình sửa đổi được, Dạ. cũng giống như là mình có chậm lại để nhìn về mình Dạ. thay vì mình phản ứng một cách là nhanh chóng khi xưa đối với tất cả những cái điều gì mình thấy, mình nghe, nhưng mà bây giờ biết dừng lại để mà suy nghĩ hoặc là để nhìn lại rồi mới bày tỏ cái biểu hiện cái thái độ hoặc là Dạ. lời nói mình. Thì qua những cái sự chia sẻ như vậy thì Minh Từ thấy rằng là điều đó là rất là tốt, và sẵn đây thì Phật tử Diệu Thiện có còn những cái lời nào mà muốn gửi đến quý khán giả trước khi mình kết thúc chương trình? Dạ. Trước tiên á là em xin cảm ơn, em rất là biết ơn Thượng tọa ở Bồ Đề Phật Quốc này đã ra mở ra những cái chương trình dạy Phật pháp rất là hay, và những bài giảng của thầy ở trên YouTube, nhờ đó mà em theo dõi và em nghe rất là nhiều, và em thực hành theo những cái lời mà thầy giảng ở trong đó. Rồi thứ hai là em cảm ơn ba mẹ em đã cho em cái hình hài này và hướng dẫn em vào vào con đường Phật pháp, giống như cho em cơ hội để dẫn em đi quy y, rồi cho em biết chùa tức từ rất là sớm, cho nên em cũng biết ơn cha mẹ, ba mẹ của em, và các giống như em xin là những cái bạn của em hay là anh chị nào mà muốn muốn Có thể là tham dự cái bài chương trình đúng không, dạ hoặc đúng là rồi, đến đến sinh hoạt tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật dạ đúng Quốc, rồi, hoặc là đến dự thính những cái buổi học, dạ đúng thì rồi, cũng có thể cứ việc thoải mái mà đến dạ để đúng mà rồi, tham dự hoặc là học hỏi đúng dạ không? đúng rồi. Thì không biết rằng là Diệu Thiện có còn muốn bổ túc gì không? Dạ chắc hết Chắc có lẽ hơi hồi hộp và là lo lắng chút xíu thôi ha. rồi. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì Minh Từ cũng thay mặt cho chương trình Duyên Lành Cửa Phật cảm ơn sự có mặt hôm nay của Phật tử Diệu Thiện. Dạ. Mong rằng là trong tương lai thì Diệu Thiện sẽ có những cái chương trình như mình đã sắp đặt, Dạ. thì cố gắng mà tham dự Dạ. những cái chương trình giáo dục ở tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc như là Diệu Thiện đã vạch ra, hoặc là cũng sắp đặt kế hoạch như vậy Dạ đúng đó rồi. ha.
Vậy thì cảm ơn sự hiện diện của Như Thiện hôm nay nhé. Dạ, em cảm ơn anh Minh Từ đã cho em cái cơ hội lên trên đây chia sẻ với quý vị khán thính giả. Kính chào Phật tử Như Thiện. Dạ vâng, thì hôm nay chương trình Duyên Lành Cửa Phật xin được phép nói lời tạm biệt và hẹn vào lần sau. Mọi sự đóng góp ý kiến, phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như là mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Trên đất nước có mùa xuân thắm tươi, đấng giác ngộ tuyệt vời đang ung dung bước tới. Ta đã từng may mắn quy y giáo pháp người, hãy cho ta tán thán con đường tới an vui.